Dạ, kênh mua bán xe cũ Vũ An Giang xin thân ái kính chào tất cả các bạn. Hôm nay cũng gửi theo lời yêu cầu của chú Hiền, Vũ lên clip về một chiếc xe Vario mẫu cũ 2017 150 ha, màu xanh đen nhám, màu này cũng hiếm ít ha. Xe này mua ngay chủ sử dụng luôn, mua ngay chủ sử dụng, có giấy chứng minh của chủ luôn nha các bạn. À, của chị Cù Thị Tuyên đó. Hai nghìn mười bảy nha các bạn. Vario 149 này, 150 nè, màu xanh đen nè, kia mình kêu bằng xanh đen nhám ha. Honda ở Bình Khánh 1, Bình Khánh Long Xuyên ha, An Giang mình luôn, ngay chủ một chủ sử dụng, mua ngay cái chị này sử dụng luôn, xe bao đúng đồng hồ 100% luôn ha. Nếu mà không đúng đồng hồ là tặng luôn cái xe đó, và ngay cái chị Tiên này là mua ông chú Hiện mua ngay và chị Tiên này luôn nè, chị Tiên này nè nha, có chứng minh chủ xe này. Vậy là rút hồ sơ cũng dễ nha các bạn, nếu mà anh em nào muốn rút hồ sơ á thì chỉ hình như là 700-800 vậy á đó. Xe tình trạng là sạch đẹp, máy zin nguyên bản hết trơn, xe ô đô là mấy ngàn, 6 ngàn hay vỏ còn đôi, vỏ bao tua đồng hồ đúng km ha, đúng ngày người sử dụng mới qua một đời chủ đó. Xanh đen nhám mà này rất là đẹp ha. Đây. Ô đô là 6.279 km ha, 6.279 km kim đổ chói ha. Từ những chi tiết công tắc halogen start ha, công tắc mấy công tắc này, còn màu mè đầy đủ, không có bị bay màu gì hết trơn ha. Đây là ghế, hai cái chìa khóa chưa mòn ha các bạn, hai cái chìa khóa nè, bao đúng đồng hồ, hai cái chìa khóa chưa mòn, chưa khờn gì chân luôn ha, đúng đồng hồ nè, chứ ở đây mà chút xíu thôi ha đó. Từ ốc tán các kiểu ha, vỏ zin theo xe còn hai cái, vỏ zin theo xe còn hai cái, nó dày ha, dày dục ha, dày dục. Máy zin, những bộ phận chi tiết bên trong còn sáng bóng ha. Đó, giá chiếc xe này được kêu bán với giá là 68 triệu, từ da yên, công tắc, cốp còn nguyên thủy chăm chăm hết, da yên rồi luôn ha. Cản đầu luôn, nguyên thủy hết, cản, cốp, da yên, công tắc. Móc bao ghim hoạt động ok ha. Đường còn lăn quanh. Vỏ trước, vỏ sau còn nguyên thủy, đây đắp vỏ trước đây các bạn ha. 1317 ha. Đó, từ phuộc chưa có bị muối bông gì chăng ha, ốc tán còn sáng, cầm ống chỉ còn sáng ok ha. Đó, cầm ống chỉ còn sáng ok. 88 triệu Vario mẫu cũ xanh đen nhám, màu này nó cũng ít nha các bạn, ít hơn màu vàng cát nè, xanh đen nhám ít. Vỏ còn dày sâu hút ha, vỏ dày sâu hút. Rồi, từ đèn đĩa là xe này zin toàn bộ, chỉ thiếu hai cái kiến thôi, do người trước sử dụng đã mắc kiến rồi ha. Tem nổi, chỉ qua riêng cho nó tem nổi ha. Xe Long Xuyên ngay chủ. Rồi, tình trạng thì xe thì không có chạy chọ, xe mới gỡ keo. Xe cái bà chị lúc trước là dán keo mới gỡ keo ra ha. Xe còn rất là mới. Thì anh em nào thích qua riêng mẫu cũ á, thì mua giờ chạy Tết á, thì đây có chiếc xe là mộc mạc nguyên thủy ngay chủ luôn đó. Ngay chủ mới bán, mới mua được ngay chủ.
Ok, có chứng minh chủ này kia nọ là ngon lành ha. Rồi để mình quay cái xe lại bên kia cho các bạn xem bên dách bên tay trái ha, từ phần áo nè. Áo là lần xưa chạy xước ha. Áo tem chưa chạy xước. Phần bên trước cũng vậy luôn ha. Rất là ok. Mở về. Rồi để mình quay lại bên kia cho các bạn tham khảo ha. Anh em nào thấy được kết được thì mua xe này về chạy Tết ha. Rồi quay cái xe lại các bạn. Từ đậu đĩa ha, đĩa cái loại này là đĩa tròn, không phải đĩa bông mai như cái loại đời mới ha. Là cái video mẫu cũ này thì nó dáng nó đẹp hơn, thì cái đó anh em ta cũng chơi qua vô người ta biết rồi ha. Thì thông thường bây giờ ta tìm video mẫu cũ mua Tết nhiều lắm đó. Thì xe này là chỉ là duy nhất là chỉ là rỡ keo ra thôi đó. Còn nguyên bản chầm chầm hết, từ chống giữa chống bìa ha, không sơn phết ốc tán các kiểu ha, còn rất là mới luôn ha. Đó, ba tua đồng hồ, để hơi sọc hơi, để hơi sọc hơi, từ ốc cầm đồ là ngon lành, cột heo dầu nít trên cột sofa. Đó, từ chỗ giữa chỗ bìa còn nguyên ha. Đó, chỗ giữa chỗ bìa ốc tán theo xe nguyên bản. Rồi thì anh em nào ta có chơi qua Rio á, là người ta biết cái chất lượng của nó với cái số tiền của nó ha. Qua Rio mẫu cũ còn nguyên bản 100%, vỏ trước vỏ sau còn nguyên đó. Để quay cái đất vỏ sau cho các bạn coi ha, với cái độ dày của vỏ ha. Đây nè nè, 1317 nè ha. Nói cái đất trước nãy cũng 1317 ha, đất sau cũng vậy. Dày sâu hút ha, dày sâu hút. Rồi thì ok các bạn ơi, thì đại khái là chiếc xe Taiga này mình chỉ review được như vậy thôi. Thì anh em nào kết được alo ha. Rồi thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.